Không có, bởi vì tụi em bán thì theo kiểu như là mến thôi bán rồi. Ừ, chứ không có kiểu mà kiểu ấy. Cho không? Ừ. Chưa? Ừ. Cũng hơi hơi à, chưa mến lắm. Ừ. Bò giáp. Bò giáp. Dạ. Ừ. Trời ơi. Tại vì cái dãy nó giống như cái bộ áo giáp vậy đúng đó. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, dạ. Bự. Cái này thì nướng lên, nướng mọi lên, cuốn lên sống bánh chém bánh lên hơi bị ngon chị. Một mềm ôi ghê cái mặt quỷ à. Ờ, cái mặt quỷ đúng quỷ luôn. Đúng quỷ chị, đúng quỷ luôn. Cái này hơi bị, nó như cục san hô hơi bị đẹp luôn. Đây nè, sao chị Trang nè, đem một con về phòng đi chơi. Đang đứng tại bãi biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nha các bạn. Thì cũng cách đây một năm rồi anh cô mới quay lại nơi đây, thì cảm giác nó rất là vui. Và ngày hôm nay trưa nay là ngủ một giấc trưa xong mà chiều ra chỗ sao mà đông dữ vậy. Thì bây giờ là đầu mùa hè, mọi người là ra đây để nghỉ dưỡng, tắm biển. Các bạn thấy là buổi chiều ngày hôm nay là thời tiết rất là đẹp luôn, và rất là nhiều du khách đang tắm biển và hưởng thụ những dịch vụ ở tại resort. Thì cái resort Casa Marina thì lúc trước thì anh cua cũng có quay review cho các bạn. Ngày hôm nay thì mình đi có bốn chị em, giới thiệu với các bạn nha. Chị Nhi Bình, chị Trang xuất hiện trong clip làm mạch đổ bánh tráng ở Củ Chi. Bánh tráng hình oval á, dân Củ Chi mà tráng bánh tráng gì mà kỳ quá. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân ánh cua xem là một năm qua ở đây có những thay đổi gì và bây giờ là có những dịch vụ gì nha. Thì thôi, ở đây là người ta đang chèo súp và hình như cái số lượng ôi anh kia chèo súp nhiều hơn kìa. Ủa sao anh làm được chuyện đó vậy ta? Ủa em cũng làm được mà. Được không? Được. Ấy rồi ảnh té xong chị ơi. Trời, tại mình nói không luôn. Thật ra nói chung là không có nóng, rất là mát luôn. Năm giờ mấy chiều mà còn sáng ha. Ở đây là một cái làng chài, đây là bãi xếp nha các bạn, cách trung tâm hình như là khoảng 10 cây á, và cũng giáp ranh với giáp ranh với Phú Yên. Từ đây đi Phú Yên có khoảng 20 cây à, không tới 20 cây. Mình đi cùng hình như là cái chỗ mà bán hải sản hôm lúc trước là đi đâu mất tiêu rồi. Đông vui ha. Ờ đông quá. Đây nè, trên này nè. Đây bây giờ bữa nay là chị Trang với chị Nhi Bình thích ăn cái gì thì chỉ đi nha. Rồi xong rồi tối nay mình sẽ chia đều nha. Ờ chứ không phải là kêu thoải mái đi mình trả, nhưng mà tối nay chia đều nha. Ủa chị tưởng là có gà chỉ xong rồi giờ có hải sản chỉ nữa. Ừ, chỉ thôi chứ biết chị gì đâu. Là anh tôi tính. Nói chung là chắc là cũng lần đầu tiên Nhi Bình với lại chị Trang tới đây. Còn Ánh với lại Camera Quỳnh chắc đã từng tới rồi, không biết cái món nào ở đây là ngon ha. Đặc sản nhiều lắm, là gì nói chung đó? Là hải sản nào sống là ngon à. Ok bây giờ là ở đây tươi ngon nhất là món gì anh à? Dạ ở em thì nói chung cái gì nó cũng bơi hết là nó ngon à. À ngon hả? Dạ. Thì là bên em là cá tôm hùm này, tôm hùm thiên nhiên, tôm hùm bông này, rồi cá mặt quỷ này, cá mú này chị. Bây giờ đứng im chứ chưa bơi. Dạ, bơi hết đó chị, bơi hết đó dạ. Đây, cái này là tôm hùm bông này đúng không? Dạ. Bên đây có cua hoàng hậu này, ghẹ biển này chị. Cua hoàng hậu này, ghẹ biển bự này. Cua hoàng hậu. Tôm hùm này chị. Con này ký nhiêu anh? Dạ con này là 1 ký là 1,2 triệu, tôm thiên nhiên chứ tôm hùm nuôi là 1 ký khoảng tầm 850. À, 850 đến 900. Đây là 1 ký là 1,2 triệu, còn cái dạ. con nhỏ hơn thì 1 ký là 1 triệu ạ. À. Con này bao nhiêu? Dạ 1 ký là 1 triệu rồi à, chị. Ờ. Dạ nó sẽ tùy theo size và tùy theo tôm hùm thiên nhiên hay tôm hùm nuôi. Bây giờ lựa thêm con nữa đi. Dạ con nuôi nè, con nè, con như là con đó, còn tôm hùm tôm thiên nhiên là đó. Còn nó sẽ có nhiều loại, ví dụ như tôm hùm bông nữa nè. Tôm hùm bông, tôm hùm này cùng giá đúng không? Dạ con tôm hùm bông thì nó cũng mắc hơn xíu, nhưng mà
Nếu mà bán thì ngang giá cũng được. Dạ, bởi vì ở đây tiệm bán là không có, bởi vì tiệm bán đây theo kiểu như là mến nó bán rồi. Ừ, chứ không có kiểu mà cho ấy. Không? Ừ. Cũng chưa? Hơi hơi à, chưa mến lắm rồi. Dạ. Yeah. Phải làm sao cho mến dữ nữa. Giờ làm sao cho mến dữ trời. Dạ, cỡ cái bà giáp đi nữa nè chị. Cho mến hơn đi. Wow. Ơi. Cỡ cái bà giáp nữa chị. Con cá này là cái gì mà em quên rồi? Cái bà giáp chị. Cái này cá bò giáp. Dạ. Bò giáp. Bò giáp. Dạ. Trời ơi. Tại vì cái dãy nó giống như cái bộ áo giáp vậy đúng đó. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Con cá này là bự. Cá này thì nướng lên, nướng mọi lên, cuốn ra xong ăn chế mến lên hơi ngon luôn chị. Con này là bao nhiêu ký anh? Dạ một con này chắc tầm 2 ký mấy. Nhưng mà mọi người đang quan tâm hai cái con tôm hùm em đang cầm không? Đây nè. Sao? Chị Trang nè. Đem một con về phòng đi chơi. Dạ. Mình lấy hai con đó cái đầu mình lấy nấu cháo. Con dạ. Nướng nướng phô mai còn cái đầu nấu cháo. Dạ hợp lý. Ốc hương. 10 người em ship cho anh bạn 10 người bạn đây 8 người này, ship đi. Ốc bèn... hương. Dạ ốc hương đây, ốc hương thiên nhiên à chị. Coi xài nó này bự lắm. Xài này bao nhiêu con ký vậy? Đây chị. Ốc hương thiên nhiên. Ốc hương thiên nhiên là bao nhiêu ký vậy anh? Dạ ốc hương này bán thường thường là tiệm sẽ bán 600 rưỡi một ký. Nhiêu? 600 rưỡi một ký là xài ta. À. Còn ốc hương nuôi thì khoảng tầm 400 rưỡi một ký. À thôi mình ăn thiên nhiên rồi mình đã ra ngoài này thì mình phải ăn thiên nhiên chứ. Bên em là được rất là nhiều đồ lạnh lắm. Thì có khu biển kia nữa kìa. Không bây giờ xong chốt cái ốc hương cái đã cho em nửa ký. Nửa ký mình sẽ bơ tỏi hấp xả. Hấp xả cho nó ngọt đi. Hấp xả đi. Hấp xả đi. Cái này mà nó mà đâm một cái là mình đi nhập viện luôn á. Hồi bữa có đầu bếp em nó không biết làm nữa kìa. Thế nó làm một cái là nó bị đi nhập viện đó. Ôi, ghê quá dở. Cái mặt quỷ à. Có mặt quỷ. Dạ. Đúng quỷ luôn. Đúng quỷ, đúng quỷ luôn. Cái này hơi bị, nó như cục san hô hơi bị đẹp luôn. À, anh chị mới ăn một con kìa. Thật ngon. Nhìn nó kinh. Cái này là thịt nó dai như thịt gà vậy đó, mà ngọt lắm, chắc lắm. Em ship vào nó 10 người nha. Ở đây 8 người này. Ký bao nhiêu vậy anh? Dạ. 1 ký bao nhiêu vậy? Dạ cái này 1 ký là tụi em thường bán là 900 ạ. 900 ngàn hả? Con đó là chắc cỡ phải 2. Dạ giá này ba chế biến luôn, con này chắc tầm 2 ký 6. Thay xấu hay vậy? Chị em mà họ không hết đâu. Hồi nãy có con cá ký rưỡi mà anh chị kia lấy rồi. Bây giờ không còn con nào nhỏ hơn hả? Dạ. Cá quỷ lâu lâu mới có chứ không có nhiều chị. Do nó lạnh á, ghê lạnh á, vô được 2 con, 1 con ký rưỡi là bên kia lấy rồi. Cá mặt quỷ. 1 ký là 900 ngàn. Dạ. Con này 2 ký mấy? Con này chỉ tầm 2 mấy, điểm cân thử. Điểm cân thử mình tới cao cân này. Con mắt nó ở đâu vậy? Dạ con mắt đây. Đây này chị. Không thấy được con mắt. Đây đây nè, hai mắt nè. Ở đây nè. Thấy không? Không thấy được luôn, nó giống nhau quá mà. Cái này mà bữa tối mà mình xuống á, mình kiểu mà mình bắt nó là không thấy đâu, chiên mới thấy. Ở như cục san hô, cục đá vậy đó, cục ràng vậy đó. Mình nhưng mà anh nó có độc thì mình xử lý. Không, cái này là do đầu bếp chuyên nghiệp thì họ biết cách là họ lấy ra cho mình. Nên nói chung là mình ăn là không sao, nhưng mà người không biết làm thì nó dễ bị. Hồi trước có anh phụ bếp bên em á, nó làm cái mình không biết là đi nhập viện đó. Dạ, nó có bằng ở trên lưng đó này, nó đọc. Thôi vậy em không dám ăn đâu, thôi. Được rồi, cho em mấy con hào đi. Dạ. Dạ, cái này của 300. Dạ, đúng rồi. Cái này thường thường người ta gọi là cua mặt trăng. Dạ. Dạ, mỗi nó kiểu nó theo vùng miền đó chị. Mỗi chỗ sẽ gọi khác. Ở chỗ em là thường thường gọi là bé chấm, rồi chỗ khác gọi là cua mặt trăng rồi. Sẽ nhiều gọi. Đây, để ánh cua cầm con cua. Ánh cua cầm. Trời, em lên cua mới biết. Cua này biết chưa? Khác chứ. Ăn nói chung là cua biển nó sẽ khác cua dạ, Cà Mau. Cua Cà Mau của em là số 1. Bên bên bên. Kêu đứa cha bạn em mấy cục đế em. Cua này gọi là cua ba chấm và còn gọi là cua tên gì mặt nữa? Trăng hả chị? Cua mặt trăng à. Dạ. Cái này là ký bao nhiêu? Dạ 1 ký là 550 chị. À, lấy cho em hai con này đi. Dạ. Đây. Hai con cái luôn. Hai con này là hấp đi hả? Cái hết hả? Cái hết chị. Cái còn con đực là như này. Đúng rồi, tại vì đợt này đi toàn là bốn chị em gái đây, không đây. Cho nên là ăn cái. Con đực thì cái ở sâu nó sẽ như này. Dạ yeah, đúng phân rồi. Biệt con cái với con đực. Dạ. Con cái thì cái yếm nó bự hơn và con đực thì yếm nó nhỏ hơn. Nó dạ, giống đây. Như cua các loại cua vậy dạ, đó. Dạ nó giống như vậy đó. Đều giống nhau. Dạ. Nhưng mà em cảm giác giống con cứng mà nó cũng anh lựa coi cho em con nào nó bự bằng con này luôn nè. Ok, để cái này hai con nó nhỏ.
chắc lắm. Cua này chắc lắm. Cái vả đó, cái vả nó hơi cứng xíu. Nó thiệt, cái vả nó hơi cứng xíu nhưng mà thịt nó trong nó ngọt. Dạ, xíu nữa em lấy ra cho. Rồi ok, nè lựa con bự này nha. Rồi, luộc hấp luôn anh. Hấp đi, hấp đi cho nó ngọt. Rồi bây giờ ánh cua cùng với chị Trang và chị Duy Bình sẽ lên trên này. Các bạn thấy là bàn sắp sẵn hết trơn mà khu theo khu vực nha, mình ăn ở đây thì là cỡ ngồi bàn ở gần khu vực ở đây. Xong mà nhìn view ra biển. Đó, hơn thì giống vực như đó ngồi cái bàn này rất là đẹp nè, nhìn ra mé biển luôn. Xíu nữa em bả bàn như biển chưa? Hình như em cảm thấy ở dưới ở đây người ta đi chân trần thấy hợp lý hơn á, đúng không? Nó nhẹ nhàng hơn. Rồi xong món đã ra và nãy giờ là mấy chị em mình là uống cũng chuẩn bị xuống bia xuống rồi các bạn. Bây giờ là chuẩn bị lên tiếp bia Quy Nhơn nha. Bia Quy Nhơn. Chị Trang là ra đây á, cũng nhiều lần rồi mà hôm nay mới biết là Quy Nhơn có một cái loại bia thương hiệu Quy Nhơn luôn. Đúng rồi. Rồi anh cua khai sáng. Rồi vô. Chị điểm kiểu này chắc say quá. Thôi thấy Quy Nhơn rất là ngon nhưng mà cũng thôi, nhưng mà rót ra ly uống cho dễ. Làm gì cũng cho vui vậy. Trời ơi, xuống chai nãy giờ rồi đó. Chờ chị em mình đó chị. Gì hả? Chết rồi. Chúc cả nhà buổi tối mát mẻ vui vẻ nha. Vô cái nữa. Vô. Vô. Bia Quy Nhơn thì chỉ có 4 độ thôi, cho nên là mát. Rất là nhẹ nhàng và rất là mát, tại vì bia ướp lạnh rồi ngồi. Một bên là biển, một bên là em. Biển một bên. Biển một bên và em một bên. Em với biển một bên. Rồi giới thiệu với cả nhà nha. Từ bên này qua cua mặt trăng hay còn gọi là cua ba chấm. Thì trước đây mình ra đây mình ăn rất là ngon, rất là ấn tượng. Cho nên ngày hôm nay là mình gọi lại. Rồi tôm hùm, này là tôm hùm thiên nhiên, tôm hùm bông. Hồi nãy nói là 1kg 1,5 triệu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái con này là nó không có bự lắm nha, nó vừa vừa thôi. Rồi ốc hương, ở đây là hấp, có hấp lá dứa nữa nha các bạn. Hơi lạ. Lần đầu tiên mà ánh cua thấy là ốc hương hấp lá dứa giống như mấy món ở miền Tây á chị. Xưa giờ là thấy hấp xả nhiều đúng không? Đúng rồi. Rồi cái đầu tôm hùm á thì mình sẽ nấu cháo, trời nấu được 2 cái tô cháo bự chà bá luôn. Ngon lắm nha, và hào nhẹ nhàng thôi đó, mỗi người 2 con để không kêu là cũng vừa đủ, là không có dành nhau. Mà một lát là anh chủ quán ở đây nói là sẽ kéo mực vô thì lúc đó là mình sẽ ăn mực nháy luôn, là tươi sống luôn. Và bây giờ mình sẽ ăn mấy món này trước nha. Rồi mời cả nhà, bây giờ làm em mời chị nè ăn hào trước đi, để không thôi nó nguội là nó không ngon. Đây hào nướng phô mai, con này nó nhỏ nhỏ giống như cái giống hào Nhật ha chị ha. Em quậy nước chấm cái này không cần nè. Bây giờ là 6 giờ đó các bạn, là hết nắng, tắt nắng rồi đó, giờ lên đèn biển đã lên đèn. Biển đã lên đèn thì chúng em xuống biển. Lên mồi. Xuống biển để giải ngưu. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Con hào này nó hơi nhỏ. Nhưng mà nó béo. Mặn mặn. Thơm. Với nãy kêu một con nướng mỡ hành. Thơm. Ngon ha. Mỡ hành mà có hành phi nhiều quá trời ở trên nè, đậu phộng nè. Trời ơi, uống nu luôn. Mộng nước nha. Mộng nước luôn, ngon quá. Ăn thử một con mỡ hành. Ủa sao con mỡ hành nó mập hơn con phô mai ta? Chắc là con phô mai nó béo rồi nên nó ốm. Này cũng biết ý á. À ở ngoài đây nó có hành phi nữa. Hành phi hay tỏi phi vậy? Mà con hào thì cũng khác với con hào ở dưới trong mình ha. Chị Bình làm Cần trước Giờ. Đây là ở Cần Giờ. Rồi anh cua có quay mấy số bè hào ở Cần Giờ. Cần Giờ. Ăn rất là ngon luôn.
Nhưng mà mỗi nơi nó đều có một cái vị khác nhau á chị ha, do cái môi trường ở đây là biển nè, còn ở dưới mình á Cần Giờ giống như là hao hao, giống như ở Cà Mau vậy á. Vừa sông vừa biển. Cần Giờ cũng hao hao. Đúng rồi, cái hành vi rất giòn nha. Thơm ha chị ha. Dạ, thơm. Nhưng mà lần đầu ăn hàu nước mỡ hành mà có hành phi. Là bây giờ Cần Giờ ra thử ăn ra Quy Nhơn, ăn thử hàu Quy Nhơn có vị gì khác nha. Ăn là bị dính đó. May là vừa ra món là ra đều hết các bạn, là món nào nó cũng còn nóng hết. Cái vị ông hảo đây nó kiểu như nó mềm mà cắn vô nó muốn tan chảy miệng. Nó khác lắm. Đây là hào sữa chứ không phải là hào già. Kể chứ hào hào non á chị, đúng không? Hào Cần Giờ nó có vị dai chút xíu. Em chưa 18 đúng không? Mới có 18 tuổi thôi. Thôi mệt bất xạo quá bà ơi. Vô. Bây giờ là chúc mừng chuẩn bị ăn xong một món. Cái món rồi. Còn Quỳnh hỏi là mừng dữ chưa? Quỳnh là còn hai con chừa lại kìa nha. Bây giờ là em mời chị Trang. Trời ơi, thuyết phục dữ lắm là chị Trang mới đi cùng với Ánh Cua và chị Bình đó. Bây giờ là đây là cái miếng bự nhất. Đó. Chị được ăn đi chị. Đúng rồi, ưu tiên. À. Lớn nhất trong này là mình được ưu tiên đúng không? Lớn hơn có một chuỗi à. Một chuỗi. Đúng rồi, chị 18 hay 17. Chị Bình lớn lớn em một chuỗi. Đây lớn hơn em một chuỗi. À lộn, hai chuỗi. 2 tuổi. 19 tuổi nha. À. Chị mới có 19 tuổi thôi. Đây. Đây là con bự nhất cùng với chị Trang nè. Em ăn con mini. Đó, đây là của Quỳnh nè. Đó chừa qua một bên. À để đây đi tại vì cái muối này nó giữ nóng á. Để con Hào qua đây luôn. Để cho nó giữ nóng. Đó. Chiến. Xem thử có nước chấm rất là thơm. Muối ớt đỏ và muối ớt xanh. Cái này chị chấm muối ớt nào cũng được. Tính ra là sáng nay á, là Ánh Cua nhận thông báo là kỷ niệm 1 năm ở tại check-in ở tại resort Casa Marina tại bãi biển này. Nhưng mà ngày hôm nay là đúng kỷ niệm 1 năm luôn. Mà hồi trước là em đi một mình hay sao? Em đi với Quỳnh nè. Với một đứa em quay phim nữa. Lúc đó là Quỳnh chưa có tham gia vô quay phim. Quỳnh chỉ là edit video edit. Thôi. Rồi là bén duyên từ đây ha. Vô. Vô. Nhẹ nhàng quá vậy. Sợ rớt miếng thịt. Nè, không biết thịt. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Thịt nó chắc quá ha. Dai. Chắc từng thớ luôn nha. Ngọt. Mà thấy con nhỏ nhỏ này nó vừa ăn nè. Vừa ăn không ngán. Đúng rồi. Cái phô mai cực kỳ thơm. Nhưng mà một lớp phô mai mỏng mà nha, không quá dày. Mình ăn mình cảm nhận được cái độ dai nè, tươi và ngọt của thịt tôm. Đúng rồi. Nhưng mà ăn tôm hùm á chị, ít khi nào mà bị con tôm dở lắm. Đúng rồi. Trừ khi nào mà tôm nó chết hoặc để lâu, nhưng mà hình như là trường hợp này không bao giờ xảy ra luôn á. Đa số là rất tươi và ngon. Mà mới làm cái này nếu mà nhiều phô mai quá là sẽ không cảm nhận được cái mùi, cái độ ngọt của con tôm á. Má ơi. Giòn. Đã quá à. Mình vô một cái đi. Trời ơi, thích quá à. Thích quá à. Quỳnh, gắng đợi chút xíu nha. Cố lên nha Quỳnh. Mạnh mẽ lên em. Ly của Quỳnh đâu? Vô, vô chung đi, cho đỡ thèm. Dưa leo ăn kèm ha anh. Dạ. Xoài. Khi nào mực kéo nha lên vậy anh. Dạ để em à. Tối nay chương trình của mình là còn nhiều lắm. Ngày đầu tiên nhưng mà mình cũng phải dưỡng sức tại vì sáng mai là Ánh Cua có hẹn với Lan Văn Nghệ. Đó, ở làng rượu nước nóng thì các bạn cũng biết rồi đó, clip đó. Lan rất là
nhậu rất là dữ và rất là dễ thương, và cũng đã nhắn tin cho anh cua hăm dọa một câu. Rất mình đọc tin xong tin nhắn mình rất là sững sờ. Gì? Chờ tiếp, sẵn rồi vậy? À, chờ sẵn tiếp bà tới bến. Chớ rồi, nào phải ăn nhiều mới được dưỡng sức. Có mực rồi hả anh? Sao anh không rủ tụi em kéo? Ủa kéo lên rồi đó hả? Nó còn... À nó còn nháy không? Rồi anh lựa cho em mấy con ngon nhất để hấp gừng đi. Không ăn sashimi đâu. Hấp gừng đi anh. Đó. Trời ơi, mực vừa mới kéo vô luôn các bạn ơi. Còn tươi xanh luôn. Người ta hay còn gọi là mực nháy á. Này có giống cái con bữa hổm mình Phan Thiết đó, không? Đó, cái trên cái da nó có nháy nháy chớp chớp á. Anh lựa hai con bự nhất cho em hấp gừng đi. Em nghĩ là mực hấp là ngon nhất hả chị Trang? Nó giữ nguyên rồi, được okay, cái ok hai con đó đi anh. Ủa hai bà chị tôi miếng bự nhất mà đã ăn hết rồi. Sơ hở là hết. Ủa? Sơ hở là hết. Chị đó ăn gì đâu. Ôi trời, mặt nó tỉnh queo luôn chị. Chị ăn gì đâu. Ok nè. Chị ăn gì chưa? Nè. Không thì... được đâu. Không, tại vì ngon quá không kèm được. Kiểu chị... như cảm giác như chưa ăn gì luôn. Nếu mà mình cảm thấy không đủ á thì mình kêu thêm. Không sao hết, chỉ điều mà. Ôi vậy sao? Không, chị nãy là chị biết chỉ thôi. Chị biết chị chỉ cái món đó như vậy thôi. Vô. Tính thì chị đâu có biết. Lên bia, anh ơi. Lên bia anh ơi. Đâu ơi. Trời wow. Lên bia anh. Để đang xuống chai. Anh chạy lại, anh hết hồn, tưởng đâu chuyện gì xảy ra. Vô. Nào là mình cùng nâng ly. Ê, tự nhiên bữa nay 100 nha anh ơi. Chơi tới nay. Cái gì đó. Lấy cái micro gì đó. Anh ơi, lấy cho em cái micro. Anh ơi. Vui quá à. Cái micro cho một bài hả? Rồi, mời cả nhà ốc Hương đi. Ăn thử con ốc Hương đi. Đây chị Bình. Ốc, gì? Nói lộn ốc. Ốc Hương hấp lá dứa. Ốc Hương hấp lá dứa. Ok. Nè, cái lá dứa là sắc nhỏ diễn diễn ra nè. Thường là lá dứa ở miền Nam là để nấu món đồ ngọt là nhiều. Nấu chè này kia. Lá dứa nè em. Thơm à. Ăn thử đi em. Không, em chỉ hửi chứ em không ăn. Em hửi thôi hả? Em để thơm em lá dứa nè mọi người. Trời, lá dứa, thơm lá dứa ghê luôn á. Thơm lá dứa nha. Thơm mùi lá dứa. Cái ốc Hương này á, là size này là cỡ 30, ba mấy con ký á. Thì em thích cái ở cái size này nè chị. Chứ mười mấy con thì nó bự sợ. Bự quá nó sẽ bị dai á. Bự em sợ và ăn nó bị cứng á. Nó dai. Nhìn thì nó hấp dẫn đó. Nhưng mà sợ nó cứng lắm. Rồi không biết cứng không chứ xỉa hai đầu. Nè bây giờ đố mọi người ai lấy được cả lá gan nè. Xịn vậy. Xịn chưa? Là cái đít đó hả? À bị đứt rồi, liêu. Chút xíu gì làm lại. Không biết chứ con ốc của mình nó hơi dai và nó gãy luôn rồi. Mình là xu rồi. Xu rồi đó. Rồi, mời cả nhà nha. Tâm cũng xu luôn. Chấm với muối ớt xanh. Chấm đây nè. Bình nói. Dạ. Rất giòn. Béo nha, lá gan béo nha. Chị chưa biết lá gan giòn là gì? Tươi là cái đuôi nó á chị. Tại nãy chị bị đứt đuôi chứ. Cũng được là cỡ đâu 80% cái đuôi á. Hay gì cũng được á. Nhưng mà thua em đỏ. Nha. Giờ thi lại nha, em chị Trang nha. Thôi. Em đừng có vậy. Đứt nữa nè. Con của chị đứt cứng. Nhưng mà cũng hên xui rồi chị ơi, nó cũng tùy con nữa. Này em gãy cái tâm luôn rồi nè. Hồi nãy chị gãy á. Đầu đất cứng mà giòn. Đuôi nó không có muốn đi ra. Cái này nó bị gãy tâm. Gãy tâm ba cái đầu tâm em gãy hai đầu luôn á. Rồi gãy luôn. Trong vòng luôn. Trời ơi.
Thôi kiểu như con bé ốc này nó hơi bị khỏe. Nè em mình con gái đó, ngoái cũng bớt thôi chứ em ngoái gì mà dữ vậy. Em nhẹ nhàng mà chị. Em bộ cho em một con gái nè, thì bị do mẹ. Thôi em nghĩ là con này đứt rồi. Đúng. Sắp rồi, chị sắp rồi. Đây. Cúng được rồi. Ôi. Sao thành phẩm, thành phẩm. Không. Sao rung tay rồi, rung tay rồi. Chết rồi, chết rồi. Rồi, em nghi rồi. Ơ xong. Rồi đứt. Em nói chung là hả? Nói về mà thi mà lấy ốc hương mà lá gan thì là ánh cua phải là 80% là nắm phần thắng. Tại vì mình rất là thích ăn ốc hương và thường xuyên lễ ốc hương luôn. Trời ơi. Mình là su từ đầu đến cuối luôn, lần nào cũng gãy tâm hết á. Gãy nữa rồi. Chưa, em ăn được chưa lấy được luôn phải không? Đâu, em ăn được con một rồi, con hai nó vẫn tiếp tục gãy hai cây. Okay, okay. Em mong là vậy, để em ăn nhiều hơn. Thôi chậm mà chắc. Được những thước phim như thế này thì âm thanh ánh sáng ok, thì anh chủ quán đã phải đào lỗ nha mọi người. Đào lỗ. Đào lỗ. Các bạn ơi, để nói chung là chung cái đèn. Nhiệt tình quá nha chị, nhờ cái đèn xuất ra đây để cho chị em thấy. Với lại là ánh sáng tốt để cho các bạn xem rõ video này. Thì anh chủ quán đã đào lỗ. Gắm đèn. Ra được tới đó thôi. Ờ à, vậy được, vậy thì được rồi đó anh. Hồi nãy thì nó hơi tối quá, tại vì bây giờ là không còn một tí ánh sáng. Bây giờ chỉ bây giờ là mấy giờ rồi? Gần 7 giờ. Rồi, mời cả nhà tiếp tục nha. Chị em chúng mình vừa mới lên chai mới. Chúc mừng chị em chúng mình ngày hôm nay lên chai mới. Giờ cái bài đó sao chị? Bài sao? 100 nha anh em. Ờ đúng rồi, hát đi. 100 nha anh ơi, đêm nay tới bên. Rồi gì nữa chị? Chị Trang, em quên rồi. Được cái em nhớ bài thôi chứ em không có nhớ lời. Lấy cho tôi cái micro, tôi cao một bài. Anh ơi, anh ơi. Em ca 3 bài. Anh mở lại show luôn. Vui quá à. Ê mà hát trên bãi biển cũng ok. Ừ. Một lát mình sẽ thuê một cái loa. Ôi, mình đi biển á, mình chuẩn bị một cái loa nghe nhạc rất là feel nha. Thôi, à hình như là món mới. Hồi nãy là mực, hồi nãy mình vừa mới kêu mà sao làm nhanh quá vậy? Xịn sò luôn hả? Ôi, nhìn nó tươi xịn. Đây. Đó, cho chị Trang. Không có, chị ăn nhiêu đó thôi nha. Còn nhiều lại là của mấy em. Nói thật không chị? Khúc này buồn ngang liền. Đó, ba chùm chứ vậy? À đó, không mà tới của Bình đó, còn dưới đây là của anh. Thôi được. Đâu, em với Quỳnh. Ôi, em với Quỳnh. Vậy sao? Đâu, cái chẹp, phần rau này nè, ăn nó giòn nè. Đúng đó. Cho miếng rau. Nè, cho miếng rau nè. Trời ơi, thấy bớt lại được rồi. Thấy năn nỉ tội nghiệp quá. Ủa, hình như này nó có trứng rồi, nữa để sao lại. Bự ha, con này là anh lựa con bự nhất ở trong cái thau hồi nãy hay sao á. Ờ chị, em thấy chị bóc luôn đi. Chút nữa em với Quỳnh ăn mà đâu có ai đâu. Bả nói nha. Trời ơi. Đây. Nó giòn. Nó giòn rụm luôn. Thì mới vừa kéo lên mà. Đó. Mà cả nhà nha. Mình là thích ăn cái rau mực lắm. Hơi cứng. Tại vì nó cứng quá nên mình sẽ ăn bóc. Nó giòn. Sao thấy nó giòn rụm luôn á. Đầu cắn cũng hơi khó khăn nha. Ừ. Cắn nó được rồi đó. Ngon. Tại cái mình nó hơi dày. Ngon quá. Giòn và rất là ngọt. Mà nước chấm ở đây cũng ngon nữa. Nãy giờ là mình chấm cái nước chấm hải sản màu xanh á. Có lá chanh rất là thơm. Trời ơi, nghe tiếng sóng biển mà em không kiềm chế được á chị. Làm gì? Đúng tắm biển. Nhưng mà giờ tối rồi, tại vì hồi trưa nay á, đúng ra là mình tắm biển trước rồi mình mới lên ăn. Nhưng mà tại vì hồi trưa đáp xuống á, là ăn cơm trưa xong tự nhiên vô phòng, gió hiu hiu buồn ngủ quá, ngủ giấc tới chiều. Đánh một giấc tới chiều luôn. Sung sướng. Gì anh? Tặng hả? Quán đại. Quán đại. Cảm ơn anh. Món gì vậy anh? À. Rồi cảm ơn anh. Là rong biển hả? Anh chủ quán cũng là khán giả của kênh Ánh Cua.
là đúng đây một năm, là nói chung là hồi nãy vừa bước ra là anh nhớ luôn. Anh nói là trước đây cách đây một năm là chị có ghé qua em nè, cho nên là mình đâu có nở mình đi vòng vòng mình coi đâu, cho nên là mình quẹo vô quán này luôn. Lửa liền. Khoan khoan, để chị dọn cho nó gọn bên này nghe, em để trong nhà. Ý bà nói là để xuống cho mọi người cùng ăn chứ em cầm cầm là giống như dành ăn một mình của bà vậy đó. Chị đâu có ý vậy đâu em, đó là do em nói đó. Em nhìn được. Em cảm nhận được. Ủa là mọi người ăn hết mực rồi hả? À cái này trộn chị lên nha. Để chị sắp xếp đi, em sẽ trộn cái rong nho. Em sẽ tiếp tục ăn mực. Rong nho, bãi xép, Quy Nhơn, Bình Định. Trời ơi sao mà tôi yêu Quy Nhơn quá à. Ra đây là tôi phải uống bia Quy Nhơn, ăn đặc sản Quy Nhơn, hải sản Quy Nhơn. Nói chung là ai nói đặc sản Quy Nhơn là kêu hết. Trừ cá mặt quỷ hồi nãy. Tại vì con cá nó bự quá các bạn, 2 kg mấy lận. Nếu mà cỡ 1 kg mấy là vừa tầm ha chị ha. Là mình lụm cá mặt quỷ đó rồi. Lụm. Dùng từ lụm thu quá à. Chị dịu dàng chút xíu được không? Không được. Cái nết bớt lại. Cái nết vậy rồi. Ê mời cả nhà nha, rong nho. Cái này đúng ra là ăn ngay từ đầu á. Nhưng mà không sao, tại vì chủ quán nãy giờ luôn mua quán. Cái răng mực này mình ăn luôn được. Đúng rồi, răng mực người ta còn trái tỏi nữa mà. Ờ đúng rồi, chứ lại gì ta? Răng bơ hả? Ừ. Ủa cái đồ kẹp cua đâu ta? Xuống chai. Trời ơi, vỏ nó che luôn cái đồ kẹp cua. Bây đây. Giờ mình sẽ khai trương món mới. Bèn bèn. Cua mặt trăng. Cua ba chấm. Đúng là có ba chấm. Một hàng là ba chấm. Hay thiệt. Đây, đâu, chị biết mở con cua này không? Không. Rõ. Để thử. Đồng người dân Cần Giờ mà không biết mở cua. Không phải, tại vì con cua Cần Giờ nó cảm giác là nó mềm hơn cua này. Con cua này cầm vô là thấy nặng hơn liền luôn á. Đây. Thường nếu mà cua Cần Giờ thì chị sẽ bẻ cái yếm đó trước. Bẻ cái yếm trước. Là cua Cần Giờ nha, còn cua này thì làm cái mình quất cái kèn nó luôn. Trời ơi cứng. Cứng dữ ha. Cứng à. Cứng quá. Cứng. Đó. Lặt cái kèn nó trước đi, cho nó nhẹ. Lặt rồi. Đó là cua Cần Giờ nó mềm hơn á, còn con này cảm giác nó cứng hơn nè. Đó. Đó, xong một cái càng. Con cua là lúc nào cũng có càng bự càng nhỏ hết á. Con gì càng lớn càng to. Nè, cho cái càng nhỏ nè. Không mà nó cứng thiệt mà. Cứng thiệt luôn á, rất là cứng. Hồi nãy anh nói là tại vì cua này là cái vỏ nó hơi cứng thôi. Nè, nhìn cái càng đó, nhìn cái đồ kẹp cua nó nhỏ hơn nữa. Nhưng mà cua Na Uy quá. Trời ơi, đập mà còn không bể, làm sao bé bể nói. Thôi, nó bay đi đâu rồi? Sao đem vô người chị hết rồi. Còn ở trên này thì có một tí gạch nè. Wow, trời ơi, gạch mà nó cặp nó lạ lắm nha chị, nó màu huyết nha. Vừa cam nè. Vừa có màu cam mà vừa có cái màu giống như là màu rượu vang á. Lạ ha. Đây, em cho chị Trang nè. Đó. Nè, ăn thử đi. Nè, em thì cũng có sẵn rồi. Câu đó là của chị Bình với Quỳnh. Đó. Trời ơi, nguyên miếng gạch đầy luôn á. Vậy là nếu mà mình lựa cua ba chấm á các bạn nên lựa con cái vừa có gạch vừa có thịt luôn. Đúng không? Còn con cua đực á là nó chỉ có thịt thôi, cái gạch nó gạch vàng, ăn nó cũng ngon nhưng mà cái phần này á là nó béo hơn. Đây, chấm với nước chấm hải sản. Mời cả nhà nha. Hình như cái gạch bên này nó khác.
chạch bên này nó trong hơn, rồi nó trắng hơn phải không? Nó trắng hơn, nó không tại có vì do son. Thức ăn của con cua á. Ừ. Con này chắc nó ăn rong nho nhiều nè. Thử xem. Dẻo béo lắm. Ăn rong nho. Đúng rồi, cái gạch nó hơi màu, nó giống màu rong nho. Ừ. Chị thấy giống màu rong nho không? Đó, nó cũng na ná thì nó ăn rong nho. À bây giờ bánh anh cua cũng nhắc lại cái khuyến mãi của bên mình luôn. Bánh phồng tôm mua 2 tặng 1. Mua 2 hộp 500g tặng 1 hộp 250g nha các bạn nha. Từ ngày nhiêu? Từ áp dụng từ ngày hôm trước là ngày 15. Ngày 15 tháng 5. À ngày 14 tháng 5 tới hết ngày 1 tháng 6. Đó là cho 50% và 70% tôm luôn. Okay. Và bây giờ là mua khô mực câu là tặng một hũ chẩm chéo. Ok. À. Nay 21 rồi đó mọi người. Còn mắm tôm thì mắm tôm chua thì mua 3 hũ 1 kg sẽ tặng một hũ 550g. Ok. Ok, rồi bây giờ mình mua khô mực đi. Củ Chi đâu có khô mực đâu. Đúng. Củ Chi cũng không có khô Cà Mau nữa. Có bò thôi. Chị mua trời hết đặc sản bên em đi, nguyên cái menu luôn. Là không có dính món nào luôn. Ừ. Bình thường ăn cua khoái ăn cái ngoe lắm, mà giờ ăn cua này cắn không nổi. Cua này quá. Cái ngoe cứng lắm. Không, em là sẽ chịu thua cái phần cái ngoe. Mình sẽ ăn nhờ lấy cái kéo bự cắt ra. Ăn mấy cái trong cái khoang này nè, thì nó sẽ có một có thịt trong này, nhưng mà cái nói chung là con cua này nó không có nhiều thịt đâu. Nó chắc thịt nhưng mà cái phần thịt của nó nhỏ xíu à. Kiểu như bao nhiêu cái tinh tuyến nó dồn vô cái gạch. Anh ơi cho em cái kéo bự để em cắt đi, cứng quá. Ở ngoài này á, con cua mà nó vỏ nó dày như thế này nè, là cua ba chấm nó dày, thì ở dưới mình là có một con cua vỏ cũng rất là dày. Luôn anh. Bên này lắm. Đó là con cua đá. Đập cho mấy mấy càng. Xíu nữa mới dùng em thăm lại cho nha. Rồi bây giờ đây là món cuối cùng của chị em chúng mình. Cháo tôm hùm, cái đầu, cái phần gạch đó là sẽ đã hòa tan với cháo rồi nha. Bao nhiêu cái tinh túy là nó dồn trong cái cháo rồi đó mọi người. Rồi cảm ơn anh. Đây là mỗi người là một phần này nha. Đó. Phê. Chữ E kéo dài. Ơi, bữa nay rất là vui. Anh cô cũng cảm ơn các bạn là trong thời gian qua cũng rất là ủng hộ Ánh Cua, ủng hộ kênh của mình và còn ủng hộ đặc sản thiên nhiên Cà Mau nữa. Đây em, cứ đưa đi, ngại gì? Cỡ hả? Lên bia luôn em. Hôm nay hơi vui. Vui dữ luôn á. Chị Nhi Bình là nói là lâu lắm rồi mới uống hơn 2 chai á. Đúng rồi. Đây em múc cho chị Bình nha. Ok, cảm ơn em. Chị Bình là đồng nghiệp của Ánh Cua. Trước đây là Ánh Cua làm bên một công ty truyền thông. Chị em cũng làm việc cũng chung với nhau cũng phải 4-5 năm. Học chung trường nữa. Học chung trường. Biết nó tính ra là hình như chắc biết cũng gần chục năm rồi. Còn chị Trang thì hôm bữa là đi chán bánh tráng thì mới gặp, mới quen, mới biết lúc đó thôi, mới đây thôi. Ăn đi chị Trang. Okay, em. Dạ, trước lạ sau quen. Mình rót bia cái bình vô chén cái. Đi. Thôi được rồi, để chị rót bia cho em nè. Để húp miếng cháo đi ha. Ừ. Tôm này một lát là mình xử sao. Mà cả nhà bây giờ là em cảm thấy lạnh rồi đó nha. Và sóng xô lên gần tới chân rồi đó. Giống như là bây giờ là một lát là mình ngồi đây hơi một chút xíu nữa là mình phải dời bàn lên trên. Rồi mời cả nhà ăn cháo đêm. Cháo đêm. Sao đó? Cháo tối nha mọi người. Cháo khuya. Cháo tối. Sao sợ gì chị? Không gì đâu. Thơm một chút mùi hành phi. Cái gạch tôm là nó ra ngoài cháo hết rồi nha. Ngọt ha. Nó ngọt. Ngon quá. Ấm bụng lên liền luôn á. Cái này là cháo hành, hành phi. Em thích có miếng một chút gừng và một chút tiêu nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Nó sẽ thơm hơn. Thích có tiêu quá. Chị em mình là ăn cái này xong mình còn lên hồ bơi chơi nữa.
Thì đi bơi. Đi bơi à? Không phải đi bơi, lên hồ bơi chơi và ngồi uống ly cocktail gì đó, chiêu chiêu, nghe nhạc. Một buổi tối chiêu. Dạ. Yeah. Hồi nãy là một buổi chiêu chiêu. Chiêu chiêu và một lát là chiêu nhẹ lại. Thả hồn vô dòng nhạc rồi xong rồi là uống một miếng cocktail để suy nghĩ về cuộc đời. Chữa lành tâm hồn. Ra đây chuyến này là chữa lành tâm hồn. Bây giờ thì anh cô xin kết thúc video ở đây nha, để chị em mình thưởng thức và xong rồi sáng mai mình sẽ đi vào làng rượu nước nóng gặp Lan, người bạn của anh cua. Anh cua xin chúc cả nhà có một buổi tối thiệt là vui vẻ, thiệt là mát mẻ, giống như mình đang ngồi ở bãi biển này, rất là mát mẻ luôn, mát lạnh luôn á. Mát lạnh luôn. Rồi, các bạn nhớ subscribe kênh của anh cua để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.